Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện đa mỹ Bạn trai được gió lớn thổi tới, tác giả Yên Hỏa Nhân Gia. Chuyện thuộc thể loại showbiz nhẹ nhàng, linh dị, đáng yêu, qua phần trình bày của Sam. Nếu bạn thấy hay, hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn trai được gió lớn thổi tới. Tập 5. Lục Hoài Du vốn uống đến mơ màng, cộng thêm ánh đèn mờ tối trong xe, nên khi bước vào, chỉ thấy Hàn Bắc Đình ngồi ở đó. Hiện tại đã tỉnh rượu không ít, lúc nhìn kỹ mới thấy bất thường. Bởi vì Hàn Bắc Đình chẳng những không có bóng, mà còn có chút dại ra, trông không giống người bình thường. Anh với tay đến chỗ ngồi bên cạnh để thăm dò thử. Hàn Bắc Đình cũng không động đậy. Sau đó, tay anh cứ vậy mà xuyên qua cơ thể đối phương. Lục Hoài Du bỗng chốc rút tay về, sợ đến mức nổ da gà. Tình huống thế này, anh chưa gặp bao giờ. Nhưng có thể khẳng định rằng Hàn Bắc Đình đang ngồi trong xe này không phải người. Cũng tuyệt đối chẳng phải quỷ. Chưa nói đến chuyện bùa hộ mệnh người tí hon còn đang ở đây. Ngay cả anh vẫn luôn mang ngọc thạch trên người. Nếu là quỷ thì sẽ chẳng đến gần thế này. Lục Hoài Du nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào Hàn Bắc Đình đang ngồi bên cạnh một lát. Thật sự là không nhìn ra nguyên nhân. Lúc này, anh bèn đặt túi sách dưới ghế rồi từ từ mở ra, bảo người tí hon ló đầu ra. Sau đó, Lục Hoài Du gõ vào điện thoại mấy chữ. Tình huống này là gì? Rồi đưa đến trước mặt nó. Khác với Lục Hoài Du vừa uống rượu, Trung Minh Cẩn rất tỉnh táo, cộng thêm ngũ giác nhạy cảm, nên khoảnh khắc ngồi trên xe, nó đã biết trong xe có một sinh hồn. Lục Hoài Du thấp thỏm không yên, đưa điện thoại tới. Người tí hon bèn gõ từng chữ lên điện thoại. Nó cũng nảy ra rất nhiều suy đoán. Lát sau, Trung Minh Cẩn gõ chữ xong thì đẩy điện thoại sang. Lục Hoài Du cảm nhận được nên nhanh chóng cầm lên xem thử. Thấy đằng sau câu mình hỏi có thêm hai chữ sinh hồn thì không khỏi thở phào. Nếu là sinh hồn, vậy chứng tỏ Hàn Bắc Đình không xảy ra chuyện gì rồi. Sinh hồn nghĩa là hồn vía của người sống, trái ngược với ly hồn, đã ly thể của người chết. Hồn phách sau khi xuất thể của người còn sống gọi là sinh hồn. Nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy rằng sinh hồn cũng rất kinh khủng. Khoảng thời gian này anh đã xem kha khá tư liệu mà người tí hon gửi cho anh. Biết được sinh hồn ly thể, nếu không thể trở về thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Lục Hoài Du cau mày, quyết định trước hết cứ thám thính tình hình phía bên kia của Hàn Bắc Đình rồi tính sau. Gần đây, hai người khá thân thiết. Hàn Bắc Đình lại uống rượu nên việc anh gọi điện thoại đến quan tâm cũng là chuyện bình thường. Điện thoại vang rất lâu, ngay khi Lục Hoài Du nghĩ nó sẽ tự động cúp máy thì cuối cùng cũng kết nối được. Giọng nói chuyển tới là của trợ lý của Hàn Bắc Đình. Cậu ta hỏi: "Anh Lục, có chuyện gì sao? Các cậu đến khách sạn chưa?" Lục Hoài Du hỏi. "Hàn Bắc Đình vẫn ổn chứ?" Bởi vì Hàn Bắc Đình thật sự đã quá say, nên đạo diễn Ngụy bèn bảo họ tìm một khách sạn gần đó để trọ lại. Theo lý mà nói thì lúc này hẳn đã tới rồi. Trợ lý của Hàn Bắc Đình đáp: "Cảm ơn anh Lục đã quan tâm ạ, bọn em đến khách sạn rồi. Anh Hàn vẫn đang ngủ." Lục Hoài Du dùng vẻ mặt quái lạ, nhìn kẻ đang nằm bò dưới ghế dựa. Mặt mày hiếu kỳ, quay sang người tí hon đang nhìn Hàn Bắc Đình, rồi dặn dò người trợ lý. "Cậu ấy say lắm rồi, đêm nay cậu nhớ chăm sóc cẩn thận một chút." "Anh Lục yên tâm đi, đêm nay em sẽ liên tục trông coi anh Hàn mà," trợ lý đáp. Lục Hoài Du đáp lại một câu, rồi cúp máy, liếc nhìn người tí hon và Hàn Bắc Đình đang mắt to trừng mắt nhỏ. Chợt anh nghĩ ra điều gì, rồi gõ tạch 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 một hàng chữ trên điện thoại, sau đó đưa đến trước mặt người tí hon. Sau khi thấy người tí hon lắc đầu, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu đến lúc Hàn Bắc Đình trở lại cơ thể của mình mà vẫn nhớ những chuyện đã xảy ra khi ly hồn ở bên ngoài, vậy đến lúc đó anh phải giải thích như thế nào về sự tồn tại của người tí hon đây? Cũng may, nếu không nhớ thì anh an tâm rồi. Thời điểm về đến nhà, Lục Hoài Du vốn còn lo lắng liệu Hàn Bắc Đình có xuống xe theo hay không. Kết quả, anh vừa cầm lấy túi
thì Hàn Bắc Đình cũng nhúc nhích theo. Cái đầu ngốc nghếch hơi xoay xoay như đang tìm kiếm thứ gì. Lục Hoài Du có chút bất ngờ. Khi nãy Hàn Bắc Đình vẫn luôn ngồi bất động trên xe. Mãi đến khi anh thả người tí hon ra mới nằm sấp xuống nhìn chằm chằm vào nó. Giờ anh giấu người tí hon vào túi. Hàn Bắc Đình lại bắt đầu tìm kiếm. Thế là anh thử kéo dây kéo túi lên. Quả nhiên Hàn Bắc Đình cũng nhìn theo, thậm chí còn muốn chộp chiếc túi. Xem ra là thật sự không chống lại được mị lực của người tí hon. Sau khi vào nhà, Lục Hoài Du lập tức mở túi, thả người tí hon ra. Dọc đường đi thì bị sinh hồn kia nhìn chằm chằm, lại phải để ý đến mối quan hệ của sinh hồn và bọn họ nên chẳng thể dùng cách nào để đuổi đi. Cứ tiếp tục thế này thì Lục Hoài Du lo rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tí hon. Thấy người tí hon nhảy ra khỏi túi, Hàn Bắc Đình như phát hiện ra món đồ chơi hay ho nên tỉnh tỉnh mê mê chạy theo. Nhưng chưa đi được mấy bước thì ngừng lại, lưỡng lự nhìn Lục Hoài Du còn đang thay giày. Tựa như hai bên đều rất có sức hấp dẫn đối với mình, nhưng mình lại chẳng dứt bỏ được cả hai. Lục Hoài Du nhìn động tác của cậu ta, cảm giác trong lòng có chút tồi tệ. Nhất là khi anh thay giày xong rồi, theo gót người tí hon đến thảm trải sàn cạnh ghế sofa. Hàn Bắc Đình lập tức tung tăng tung tẩy, đi theo, rồi nằm dạp xuống đất, nhìn chằm chằm người tí hon. Lục Hoài Du khó mà giải thích được, nhìn bộ dạng vừa ngốc, vừa dở hơi của cậu ta hỏi. Sao cậu ấy lại như vậy? Ly hồn chẳng qua là một phần nhỏ của hồn phách, nhưng bộ dạng này... Trung Minh Cẩn giải thích. Thể chất của anh rất dễ hấp dẫn mấy thứ này. Trong khoảng thời gian này, các anh lại tiếp xúc nhiều, nên anh ta mới theo tới đây. Lục Hoài Du nghĩ, quả nhiên suy đoán gần giống với nó. Là vì bị dọa nên mới ly hồn ư? Lục Hoài Du hỏi. Phải làm sao mới có thể đưa cậu ấy trở về cơ thể đây? Anh ta bị thế này không giống như bị dọa đến ly hồn, Chu Minh Cẩn nói. Trước tiên, anh hãy kể tôi biết những chuyện mà anh ta trải qua ngày hôm nay. Lúc đó mới tiện suy nghĩ xem nên dùng cách nào đưa cậu ấy về. Hôm nay, chuyện có khả năng nhất liên quan đến việc Hàn Bắc Đình ly hồn chính là cảnh quay kia. Vì thế, Lục Hoài Du liền kể, đồng thời cố tình nhấn mạnh nỗi sợ của cậu ta lúc đó. Cuối cùng hỏi, sau khi cậu ấy quay xong, có nói ở cạnh ta có cảm giác như nắng ấm mùa đông. Hơn nữa, thời tiết này mà còn không cảm thấy chút nào nóng. Là xảy ra vấn đề từ lúc đó sao? Ừ, Chu Minh Cẩn gật đầu, liếc nhìn sinh hồn vẫn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm mình và Lục Hoài Du, hỏi anh. Có thể kể tỉ mỉ tình hình lúc đó không? Đã tỉ mỉ lắm rồi đó. Lục Hoài Du gãi đầu, trầm tư trong giây lát, rồi cuối cùng cũng nhớ tới điều gì, vỗ đầu nói. Lúc cậu ấy nằm trong quan tài, rồi còn quay một cảnh khóc tang của nữ chính với mẹ cô ấy nữa. Chuyện đó có ảnh hưởng không? Chu Minh Cẩn gật đầu. Thì ra là vậy, Lục Hoài Du kinh ngạc nói. Chẳng lẽ đây là nằm không cũng trúng đạn? Khi làm tang sự, sở dĩ khóc tang là nói hai hồn một phách của người đã chết chưa về địa phủ. Anh chết rồi thì có thể tiêu tán với đất trời, Chu Minh Cẩn giải thích. Anh ta là người sống, có lẽ là do sợ hãi nên hồn phách không yên. Lúc ấy, hai hồn một phách tưởng rằng mình đã chết nên không tiêu tán mà chỉ ly hồn. Đã là chuyện may mắn lắm rồi. Lục Hoài Du dùng mình một cái. Quyết định sau này, anh mà có nhận vai phải hỏi cho rõ ràng. Nếu có phân cảnh này thì sẽ cương quyết không nhận. Chu Minh Cẩn suy nghĩ một chút rồi nói. Chắc là trên người anh ta có đồ hộ thân gì đó nên mới chỉ ly hồn thôi. Trước khi quay, cậu ấy có nói với tao là sợ nên tao bèn lấy bùa hộ mệnh ra cho cậu ấy, Lục Hoài Du đáp. Mặt Chu Minh Cẩn hơi giật giật. Lục Hoài Du thấy được nên nhanh chóng nghiêng người về phía trước, kể sát hỏi. Vừa rồi có phải mày cười không? Chu Minh Cẩn ho nhẹ hai tiếng nói. Chúng ta tiếp tục nói chuyện ly hồn của anh ta đi. Không, mày trả lời tao trước đi. Vừa rồi có phải là mày cười tao không? Lục Hoài Du nói. Về chuyện ly hồn của Hàn Bắc Đình thì đêm hãy còn dài. Thời gian có cả đêm cho họ thảo luận mà. Tôi chỉ thấy anh như vậy đã là rất tốt, Chu Minh Cẩn trả lời. Do đó, ngày mai anh có thể tìm thời gian để đưa anh ta vào trong cơ thể. Tao làm,
Lục Hoài Du chỉ vào mình một cách khó tin. Cho dù anh có thể đưa Hàn Bắc Đình trở về cơ thể của cậu ta, thì cũng chẳng cách nào khiến hai người gục hai thành một cả. Suy cho cùng, về mặt huyền học, anh chỉ là một tên củi bắp, đến cả tỷ lệ thành công vẽ bùa hộ mệnh cũng thấp lèo tèo. Trung Minh Cẩn quả quyết nói, thời gian anh ta ly hồn ngắn ngủi, chỉ cần cách gần cơ thể thì có thể tự động quay về bản thể. Đến lúc đó, anh vẽ một lá an hồn phù lên trán anh ta, không bao lâu là anh ta có thể tỉnh lại. Lục Hoài Du trợn mắt nhìn người tí hon. Cục cưng à, mày đang nói đùa hả? Đến tận bây giờ, cả an hồn phù trông như thế nào tao còn chẳng biết. Mày lại bảo tao đi vẽ lên trán cậu ấy. Chẳng rõ là do xưng hô hay do chuyện khác, Trung Minh Cẩn nghe xong, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, cúi đầu đáp. Việc này cũng không khó. Lát nữa tôi sẽ vẽ một lá làm mẫu cho anh. Đêm nay anh luyện tập nhiều một chút thì ngày mai sẽ không còn vấn đề gì nữa. Lục Hoài Du hít sâu một hơi. Giờ phút này, cuối cùng anh cũng hiểu tâm trạng mỗi khi đến trường. Mỗi lần học xong bài nào hoặc sau kỳ thi, lúc anh bảo bài không khó thì lũ bạn đều nói muốn đánh anh là như thế nào. Nhưng nhóc dễ thương thế này, dù nói ra lời như muốn ăn đòn đi chăng nữa thì anh cũng chẳng nỡ đánh. Huống hồ kẻ ly hồn còn là bạn anh. Lục Hoài Du nhìn Hàn Bắc Đình đang hoàn toàn chẳng biết gì, thở dài. Vậy giờ cậu ấy phải làm sao đây? Có cần để yên một chỗ không? Không cần để ý đến, Trung Minh Cẩn nói. Chỉ cần anh ở nhà thì anh ta sẽ không rời đi. Nên làm thì vẫn phải làm. Lục Hoài Du trừng mắt với Hàn Bắc Đình một cách tàn nhẫn, rồi đứng dậy bảo người tí hon vẽ giúp lá an hồn phù để làm mẫu. Có lẽ vì nó thật sự đơn giản như lời người tí hon đã nói, hoặc có lẽ do kinh nghiệm lần trước Lục Hoài Du vẽ bùa hộ mệnh mà ra, nên lần này chỉ hơn 2 tiếng thì anh đã thành công vẽ được một lá an hồn phù. Sau khi đưa người tí hon để xác nhận không vấn đề gì, Lục Hoài Du nhìn thời gian đã qua 12 giờ đêm, lại nhìn người tí hon đang im lặng giúp đỡ bên cạnh cùng Hàn Bắc Đình đang ngồi xổm cạnh nó, nặn nặn lông mày bảo. Mày đi ngủ trước đi, tao biết vẽ thế nào mà, nên sẽ luyện thêm chút nữa. Đợi lát nữa đi, Trung Minh Cẩn đáp. Nó không bảo là muốn rút tiếp, Lục Hoài Du cũng chẳng nói gì thêm. Kết quả, lần này lại giúp hẳn đến 3 giờ sáng. Lục Hoài Du đã lục tục vẽ thành công vài lá an hồn phù. Đối với chuyện thành công vẽ được an hồn phù vào ngày mai, anh đã nắm chắc khá nhiều. Thêm việc không ngờ, người tí hon lại thức đêm theo, nên Lục Hoài Du cũng không luyện nữa. Kết quả khi họ đi ngủ, Hàn Bắc Đình cũng đi theo vào phòng ngủ. Rốt cuộc, Lục Hoài Du cũng không nhịn được. Anh lại chẳng muốn trên giường có thêm người thứ ba, nên hỏi người tí hon. Có cách nào khiến cậu ấy ở phòng khác không? Trung Minh Cẩn liếc nhìn sinh hồn đang nhắm mắt theo đuôi, lại nhìn chiếc giường dư chỗ cho ba người ngủ, rồi thoáng sửng sốt. Mới hiểu ra ý của Lục Hoài Du, thuận tiện nói. Anh ta không thể lên giường. Lục Hoài Du nửa tin nửa ngờ, nằm trên giường, đợi một lát sau, thấy Hàn Bắc Đình đúng là bị chặn ở dưới giường, mới nhắm mắt lại. Quên đi, nếu cậu ta không lên giường, vậy cậu ta thích ở đâu thì ở. Hôm nay thật sự ngủ quá muộn, nên sáng hôm sau, đến cả người tí hon vẫn luôn dậy sớm, cũng ngủ quên mất. Huống chi Lục Hoài Du vốn đã uống rượu, lúc bị đánh thức thì đau đầu như thể sắp nổ tung ra. Nhưng anh vẫn cố hiểu những lời Lâm Nguyên đã nói trong điện thoại. Sau đó mở Weibo ra. Kết quả, suýt nữa đã bị những tin tức điên cuồng xuất hiện đến hoa cả mắt. Tối qua Hàn Bắc Đình được đưa đến bệnh viện, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Vì vụ việc của Lương Vũ Hành mà bây giờ anh lại bị người ta cố tình đưa vào chồng. Tính chụp cái mũ khắc người hợp tác lên đầu anh. Sau khi Lục Hoài Du xem xong, liền liếc nhìn tên đầu sỏ ngồi xổm bên giường vẫn đang ngây ngốc nhìn chằm chằm người tí hon, có chút tức giận. Vì thế, anh kéo chăn ra rồi trùm lên đầu người tí hon vừa mới tỉnh dậy, sau đó trừng mắt nhìn Hàn Bắc Đình đang ngỡ ngàng. Sẽ không cho cậu nhìn nữa. Trung Minh Cẩn bị trùm kín cả đầu, cho rằng Lục Hoài Du đang có gì đó không muốn cho nó xem. Nhưng đợi một hồi, vẫn chẳng nghe thấy giọng của anh hay âm thanh nào khác. Bèn thử thăm dò, kéo tấm chăn đang phủ kín cả người nó xuống. Đối với cơ thể hiện tại của nó, thì tấm chăn thật sự quá lớn.
Nó lại bị chùm bên trong hồi lâu, cuối cùng cũng ló đầu ra. Kết quả, vừa ló ra đã thấy Lục Hoài Du ngồi bên giường, chắc là đang ngẩn người. Chu Minh Cẩn không khỏi buồn bực hỏi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Đâu có, chỉ đùa với mày thôi. Lục Hoài Du lúng túng, quay mặt đi không nhìn người tí hon. Cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật là ấu trĩ. Nhưng nhớ lại khi nãy, trong lúc vô tình, anh đã trông thấy bộ dáng người tí hon vừa chui từ trong ổ chăn ra. Một lát sau, anh lại không nhịn được mà quay đầu. Vươn tay kéo vạt áo hơi trượt xuống của người tí hon, rồi vuốt lại chỏm tóc ngố trên đầu nó. Chúng mình cẩn dõi theo động tác vuốt vuốt trên đầu mình. Không có gì thì chúng ta rời giường đi, xử lý xong mấy chuyện của anh ta, rồi đến chỗ làm việc của anh. Không cần đến chỗ làm việc gấp đâu, tao đã xin nghỉ rồi, Lục Hoài Du nói. Chẳng qua cậu ấy gặp chút chuyện rắc rối thôi. Chủ Minh Cần hỏi, làm sao vậy? Tối qua cậu ấy nhập viện, đoán chừng lúc này đang có không ít phóng viên trông coi ngoài bệnh viện rồi, Lục Hoài Du nói. Chắc chắn chúng ta không thể nào lén chuồn qua được. Chủ Minh Cần nghe vậy thì rũ mắt không nói gì. Đây rõ là chuyện nằm ngoài khả năng của nó. Lục Hoài Du thấy thế bèn bật cười, gõ nhẹ lên đầu nó rồi bảo, không phải vấn đề gì lớn đâu, tao giải quyết được. Muốn đến thăm Hàn Bắc Đình và tình huống hiện tại, biện pháp tốt nhất là liên hệ với người đại diện của đối phương, bảo họ an bài. Người đại diện của Hàn Bắc Đình là một người phụ nữ, gọi là chị Từ, làm việc nhanh nhẹn, còn bao che khuyết điểm. Tuy cùng một công ty, nhưng Lục Hoài Du lại không có phương thức liên hệ với chị. Muốn tìm chị thì phải xin Lâm Nguyên cho số điện thoại trước. Kết quả, Lâm Nguyên vừa nghe Lục Hoài Du nói muốn đến thăm Hàn Bắc Đình thì suýt nữa nổi điên. Cậu có biết hiện tại có bao nhiêu phóng viên đang trông coi ở bệnh viện không? Bây giờ chạy tới thăm cậu ta là ngại tin tức chưa đủ suốt dẻo hả? Bọn tôi vốn là bạn bè, đến thăm cậu ấy một chút thì đã sao? Lục Hoài Du có phần không vui. Vả lại, sở dĩ tin tức xôn xao không phải do có người ở đằng sau châm dầu vào lửa ư? Việc này các anh đã xử lý xong chưa? Đã xử lý rồi, Lâm Nguyên nghe ra sự kiên quyết trong giọng nói của anh, đành phải thỏa hiệp. Cậu muốn đi thì đi đi, nhớ đừng nói lung tung đó. Anh yên tâm đi, Lục Hoài Du đáp. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, một lát sau, Lâm Nguyên mới gửi một số điện thoại đến. Sau khi Lục Hoài Du nhận được thì lập tức gọi tới. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói của người bên kia đầu dây hơi khàn khàn. Là Tiểu Lục ư? Vừa rồi Lâm Nguyên bảo cậu muốn thăm Bắc Đình. À vâng, hiện tại bên chỗ chị có tiện không ạ? Lục Hoài Du khẽ hỏi. Giờ mới phản ứng được, lúc này phòng chừng đã có không ít người muốn tìm hiểu tình hình. Nếu không nhờ Lâm Nguyên gọi điện chào hỏi trước, thì khi nhìn thấy dãy số xa lạ, rất có thể đối phương sẽ không nhận. Tiện chứ? Chị Từ quả quyết nói. Khi nào thì cậu đến đây? Chị sắp xếp người đến đón cậu. Người đại diện vậy mà lại nhiệt tình thế kia. Lục Hoài Du có chút bất ngờ. Chị nói cho em biết chỗ, rồi em tự đến đó là được rồi. Chị Tử nói. Bắc Đình không ở bệnh viện, chị đã đưa cậu ấy về nhà rồi. Tìm người đến đón cậu sẽ thuận tiện hơn. Lục Hoài Du cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn lịch sự đáp. Vậy được ạ, bây giờ chị bảo người đến đây đi. Sau khi chị Tử hỏi rõ vị trí nơi ở của anh thì nói. Nửa tiếng sau sẽ đến đón cậu dưới lầu, dường như còn sốt ruột hơn cả anh. Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, Lục Hoài Du thu dọn một chút, mang dụng cụ cần dùng theo, rồi dự định xuống lầu. Thay giày xong, anh cầm lấy chiếc cặp bên cạnh, theo thói quen, đến khi mò được chiếc túi trống không mới sực nhớ người tí hon không có đi cùng mình. Thế mà trong lòng chẳng rõ tại sao lại thấy có chút trống rỗng. Dường như người tí hon cũng cảm giác được. Nó đứng cạnh bàn trà, nhìn Lục Hoài Du qua nửa phòng khách. Nát sau nói. Đi sớm về sớm, có vấn đề gì cứ nhắn tin cho tôi. Được, Lục Hoài Du nhìn thời gian, thầm tính toán trong lòng. Đường phía xa dặn dò người tí hon. Trưa nay chờ tôi về cùng ăn cơm. Chu Minh Cần gật đầu, lúc này mới ngồi xuống rồi cầm điện thoại viết tư liệu. Không nhìn Lục Hoài Du nữa. Lục Hoài Du đứng ở cửa chốc lát. Bước hai bước ra ngoài để thăm dò thử. Thấy Hàn Bắc Đình cũng theo sau mới xoay người đóng cửa lại. Không có sự tồn tại của tên nhóc đáng yêu kia. Dọc đường đi,
Hàn Bắc Đình hệt như kẹo mạch nha, đang phối hợp thành thục đi theo bên cạnh Lục Hoài Du. Rõ ràng đây là một hiện tượng tốt, vậy mà Lục Hoài Du lại luôn thất thần, nên thường vô thức nhìn vào một góc mà người tí hon hay ngồi khi lên xe. Cũng may quãng đường cũng khá gần, chỉ có nửa tiếng, rất nhanh đã đến nơi. Đây là một tiểu khu có an ninh còn tốt hơn nơi Lục Hoài Du ở. Anh được trợ lý của Hàn Bắc Đình đón rồi dẫn thẳng lên tầng cao nhất. Vừa nhấn chuông thì cửa đã được người bên trong mở ra. Người mở cửa chính là người phụ nữ, chừng 25-26 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng hiện tại trông rất uể oải, dưới mắt có màu xanh đen khá đậm. Sau khi trông thấy Lục Hoài Du, chị mới miễn cưỡng nở nụ cười gọi. Tiểu Lục đến đây, mau vào đi. Chị Từ, Lục Hoài Du lên tiếng chào hỏi, nhưng không vào ngay. Ánh mắt chị Từ lóe lên, chẳng biết do cố ý hay vô ý mà chị nhường sang một bên. Lục Hoài Du trông thấy sinh hồn của Hàn Bắc Đình vừa khéo đi vào từ chỗ chị nhường cho, hơn nữa dường như chị rất vội. Sau khi Lục Hoài Du bước vào, chị cũng không bắt chuyện uống trà hay ngồi xuống nghỉ ngơi mà trực tiếp hỏi, muốn đi thăm Bắc Đình trước không? Từ lúc vào nhà, Lục Hoài Du đã dùng dư quang nhìn thử. Hình như Hàn Bắc Đình hoạt bát hơn chút rồi, bèn gật đầu đáp, đến thăm cậu ấy trước đã. Được, chị Từ đáp lại rồi dẫn đường ở phía trước. Trên mặt tựa hồ có thêm vài phần vui vẻ. Trái lại, sinh hồn của Hàn Bắc Đình đang đi bên cạnh Lục Hoài Du, càng đi trước thì càng hưng phấn. Đến khi mở cửa phòng ngủ ra, Lục Hoài Du trông thấy hình thể vốn rõ ràng bởi vì di chuyển quá nhanh mà gần như biến thành ảo ảnh. Sinh hồn bị hút vào trong cơ thể. Lục Hoài Du thoáng thở phào, mọi thứ đều được tiến hành trong dự đoán của người tí hon. Vậy thì anh không cần phải lo lắng sẽ xuất hiện những chuyện không có cách giải quyết nữa. Hiện tại, chuyện phải làm là làm sao bảo chị Từ ra ngoài, rồi để một mình anh ở phòng ngủ. Lục Hoài Du đang cân nhắc xem phải mở miệng thế nào, vậy mà chị Từ đã cười bảo. Xem ra, tối qua Tiểu Lục cũng không ngủ ngon được, chị đi pha cho cậu tách cà phê nhé. Vậy mà lại chủ động nhường chỗ cho anh. Lục Hoài Du nhất thời chưa phản ứng được, ngây ngốc gật đầu một cái. À, vâng ạ. Chị Từ lại cười. Thời gian có lẽ sẽ hơi lâu. Một mình cậu ở đây không sao chứ? Không sao đâu ạ. Lục Hoài Du lập tức lắc đầu. Chị Tử nhanh chóng xoay người ra ngoài, còn Chi Kỷ đóng cửa lại. Nhưng Lục Hoài Du lại không hành động ngay. Chuyện này rất bất thường. Phải nói là từ khi chị Tử bắt đầu nhận điện thoại của anh thì hết thảy đều bộc lộ được cảm giác quỷ dị. Tự như biết cậu muốn làm gì nên mới cố ý phối hợp. Nhưng Hàn Bắc Đình còn đang nằm trên giường. Lục Hoài Du thậm chí có thể nhìn thấy phần linh hồn đã từng ly thể của cậu. Do tạm thời không thể dung hợp nên thi thoảng lại trôi khỏi cơ thể. Chung quy chỉ là một sinh mệnh mà còn là bạn của mình. Lục Hoài Du lặng lẽ thở dài rồi nhanh chóng kiểm tra gian phòng lại một lần, xác định không có camera linh tinh gì đấy. Mới lấy từ trong cặp ra một lọ thủy tinh cỡ ngón tay cái. Trong lọ chứa đầy chất lỏng trong suốt. Đây là thứ người tí hon cho anh. Nghe đâu còn có tác dụng hơn cả chua sa. Lục Hoài Du muốn vẽ an hồn phù lên trán Hàn Bắc Đình thì dùng thứ này vẽ sẽ không cần lo để lại dấu vết. Lục Hoài Du không dùng bút lông mà dùng ngón trỏ chấm vào trong lọ. Sau đó nhanh chóng vẽ lên trán Hàn Bắc Đình. Bởi vì lo sẽ có người tiến vào bất cứ lúc nào nên anh phải dồn hết tâm trí vào khuôn mặt. Có một số người thỉnh thoảng bị dồn ép một chút sẽ phát hiện ra hiệu quả bất ngờ. Lục Hoài Du chính là như vậy. Bản thân anh cũng chẳng ý thức được rằng thời gian anh dùng để vẽ lá bùa này là thời gian ngắn nhất từ khi học vẽ bùa đến nay. Chỉ thấy sau khi vẽ xong, kim quang loáng thoáng hiện lên trên lá bùa, chắc là thành công rồi. Lúc này Lục Hoài Du mới lùi về, ngồi lên chiếc ghế đẩu bên giường. Nhìn sinh hồn ban nãy vẫn còn hơi trôi nổi, dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, dung hợp với cơ thể. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, rồi rút tờ khăn giấy bên tủ đầu giường, lau đi mấy giọt mồ hôi nhỏ trên trán. Đến tận nửa tiếng sau, chị Từ mới bước vào. Chị gõ cửa, trong tay cầm hai tách cà phê để mắt chuyện với Lục Hoài Du đang ngồi bên bàn trà cạnh cửa sổ. Sau đó, chị lại thăm dò cổ tay và trán của Hàn Bắc Đình, rồi mới ngồi xuống bên cạnh Lục Hoài Du. Dụng cụ vẽ bùa là đồ trong suốt, đã khô từ nửa tiếng, nên Lục Hoài Du chẳng lo sẽ bị chị nhìn ra. Sau khi chị Từ ngồi xuống,
thì mỉm cười với Lục Hoài Du. Trước hết là dấu nỗi lo lắng đã giảm bớt đi ít nhiều vào đáy mắt, rồi nói với anh một cách chân thành. Cảm ơn Tiểu Lục, sau này có việc gì, chị và bác Đình có thể giúp đỡ thì cứ việc nói một tiếng là được. Lục Hoài Du hoảng hồn, cảm giác như chị đã biết gì đó. Chị Từ vẫn nhìn Hàn Bắc Đình đang nằm trên giường, lại nói: chị và nó là chị em ruột. Lục Hoài Du kinh ngạc há miệng. Vậy họ của hai người với lại... Chị theo họ ba, nó theo họ mẹ. Chị Từ nhún vai. Tướng mạo cũng vậy, nên mới chẳng giống nhau chút nào. Thế mà là chị em ruột, thảo nào động tác thăm dò ban nãy của chị Từ chẳng chút kiêng dè gì. Nhưng mà hai chị em này che giấu cũng rất tốt, một chút tin đồn cũng không truyền ra ngoài. Chẳng đợi Lục Hoài Du nói gì, chị Từ đã cúi đầu nhấp ngụm cà phê, tiếp tục. Lúc ở bệnh viện, chị chỉ biết Bắc Đình không phải ngã bệnh, bởi vì khi còn nhỏ, nó đã từng gặp tình huống này. Khi ấy, nó chỉ mới 3 tuổi. Cả nhà bọn chị tự lái xe đi du lịch thì gặp đội ngũ đưa tang. Nó bị dọa đến nỗi thành ra như vậy đây. Vậy lúc đó như thế nào ạ? Lục Hoài Du hỏi. Khi đó chị chỉ mới 7 tuổi, tận mắt thấy nó ly hồn nên đuổi theo, làm ba mẹ sợ đến chết khiếp. Chị Từ kể, nhưng đuổi theo cũng vô dụng. Vẫn may là gặp được một vị đạo sĩ tha hương mới khiến hồn vách của nó quay về cơ thể. Cũng là sau lúc đó, Bắc Đình liền mắc bệnh sợ quan tài. Chẳng qua do lúc ấy tuổi còn nhỏ nên bản thân nó không còn nhớ nữa. Lục Hoài Du chần chừ hỏi, vậy lần này chị nhìn thấy gì? Gì cũng chẳng thấy được. Tuy chị nói rất nhiều, nhưng anh vẫn đề phòng 10 phần. Chị Từ cũng không thấy có vấn đề gì, tiếp tục nói. Từ sau 7 tuổi, những thứ chị từng thấy đều không còn thấy nữa. Lục Hoài Du rũ mắt một hồi lại nói, lúc trước Hàn Bắc Đình kể với em rằng trước giờ chị đều không tin những chuyện này. Chị Từ cười khổ. Bọn chị cũng hết cách rồi. Lần đó tuy nó đã ổn, nhưng suốt một khoảng thời gian dài vẫn gặp ác mộng, nên bọn chị chỉ có thể nói cho nó biết những thứ ấy không tồn tại. Sau một thời gian dài thì nó cho rằng trong nhà trừ nó ra, chị và ba mẹ đều kiên quyết theo chủ nghĩa duy vật. Không rõ Lục Hoài Du đang nghĩ tới điều gì, vẻ mặt chợt hốt hoảng. Tuy sau đó đã khôi phục, nhưng vẫn có chút nao nao. Chờ Hàn Bắc Đình tỉnh lại rồi nói sau. Được, chị Từ rất biết nhìn mặt đoán ý. Thấy Lục Hoài Du không muốn nói nhiều, bèn dừng những lời vốn muốn nói lại, thậm chí còn thân thiết hỏi. Chị thấy cậu hơi mệt rồi, có muốn nghỉ ngơi một lát không? Bên cạnh có phòng cho khách đã dọn dẹp sẵn, để Bắc Đình ở đây cho chị trông coi là được rồi. Lục Hoài Du quay đầu nhìn Hàn Bắc Đình, hồn phách và cơ thể vẫn đang tiếp tục dung hợp, chẳng qua chỉ chậm hơn trước đó một chút. Dựa theo tiến độ này, chắc phải mất chút thời gian nữa cậu mới tỉnh lại. Bèn gật đầu đáp. Vâng ạ. Sau khi theo chị Từ đến phòng khách, Lục Hoài Du chỉ nghe chị dặn mình mấy câu gì đó. Nhưng anh chẳng nghe lọt câu nào, cả không nhìn thấy nỗi lo lắng chợt lóe nơi đáy mắt khi chị rời khỏi phòng. Sau tiếng cửa đóng, Lục Hoài Du mới thả lỏng đi ít nhiều. Tuy môi trường xa lạ, nhưng không gian kín đáo, không cần nói chuyện với ai. Thậm chí, nước mắt cũng chẳng thấy hồn ma nào. Loại cảm giác này khiến anh rất an tâm. Anh xách cặp, nhìn lướt qua bài trí của phòng cho khách. Cuối cùng, tầm mắt dừng trên cửa sổ. Lục Hoài Du thoáng chần chừ, rồi nhảy đến cửa sổ, ngồi ôm đầu gối, hướng mắt về phía trần nhà. Ánh mắt như rơi vào khoảng không, chẳng rõ đang nghĩ đến điều gì. Nếu không phải có thể nhìn thấy dòng xe cộ phía xa xuyên qua cửa sổ, thì có nói đây là một góc không gian yên lặng cũng có người tin. Qua hồi lâu, Lục Hoài Du mới nhúc nhích. Đầu tiên là cuộn tròn ngón tay, sau đó mới chuyển động con ngươi. Anh lấy điện thoại trong cặp ra, gửi tin nhắn hỏi người tí hon. Có phải người vừa sinh ra đã có thể thấy được sự tồn tại của những ấy? Giống như tao, từ nhỏ đã là một phiền toái hay không? Thấy hôm nay người tí hon vẫn luôn sắp xếp tư liệu cho anh, ngoại trừ tảo vãn quá. Và lúc ngủ thì hầu như không hề buông điện thoại, do đó nhanh chóng trả lời. Anh có biết có một số người học đạo rất nhiều năm nhưng chưa chắc có thể mở được thiên nhãn không? Tình huống của anh tuy bình thường sẽ có chút phiền toái, nhưng nếu đi hỏi thì phần lớn mọi người càng mong có được loại thể chất như anh,
chứ không phải học một thời gian dài, chỉ có thể mở thiên nhãn. Sau khi Lục Hoài Du gõ vài chữ lên màn hình, do dự một chút lại xóa đi, rồi gõ vài chữ, rồi xóa. Cuối cùng, anh dứt khoát gọi video cho người tí hon. Sau khi kết nối bèn hỏi, thật ư? Đương nhiên là thật, Chu Minh Cẩn nói. Nếu không, tại sao tôi lại muốn dạy anh vẽ bùa? Lục Hoài Du sửng sốt, vô thức hỏi. Chẳng lẽ không phải vì quan hệ chúng ta tốt ư? Chu Minh Cẩn không đáp. Lục Hoài Du nhìn màn hình trên điện thoại. Bởi vì cách rất gần, nên cảm giác người tí hon lớn hơn nhiều so với thực tế. Anh cười nói. Tao hiểu rồi, là do quan hệ của chúng ta tốt, tao lại có thiên phú, nên mày mới dạy tao. Nói xong, anh lại lẳng lặng chờ đối phương phản ứng. Không ngờ, người tí hon chỉ khựng lại, rồi thật sự gật đầu. Nhất thời cả hai đều chẳng nói gì. Một lúc sau, người tí hon mới hỏi. Sao anh lại có thời gian gọi video cho tôi? Chuyện kia đã giải quyết xong chưa? Sắp rồi, Lục Hoài Du đáp. Tao tính toán dựa theo tốc độ dung hợp của cậu ấy, đoán chừng không bao lâu nữa là có thể tỉnh. Vậy thì tốt rồi. Chu Minh Cẩn nặng nề nhìn chằm chằm Lục Hoài Du trong chốc lát, chợt có chút mất tự nhiên. Anh về ăn cơm sớm nhé. Tôi muốn ăn món sườn xào chua ngọt lần trước. Không thành vấn đề. Lục Hoài Du rất bất ngờ. Đây là lần đầu tiên người tí hon bảo muốn ăn gì đó từ lúc họ quen biết nhau đến nay, nên nhất thời kích động đến mức quên béng những chuyện khác. Anh nhảy từ cửa sổ xuống nói. Tao đi thăm Hàn Bắc Đình cái. Cậu ấy tỉnh rồi, tao sẽ về nhà luôn. Được. Người tí hon gật đầu, thấy vẻ mặt Lục Hoài Du đã bình thường trở lại, lúc này mới tắt video đi. Lục Hoài Du vừa bước hai bước ra ngoài thì bất chợt phản ứng lại. Một cây sườn xào chua ngọt lớn thế kia, người tí hon cảm rất tốn sức, nên lúc nào cũng không chịu ăn. Chỉ có anh thường xuyên chọn món này. Thế nên, kỳ thực người tí hon chỉ đang chọn món anh thích ăn thôi. Lục Hoài Du sờ hai má, thầm nghĩ, diễn xuất của mình vẫn chưa tốt. Cách một màn hình cũng không che giấu được vẻ mặt mất mát của mình, còn cần người tí hon đến an ủi nữa chứ. Nhưng không ngờ, người tí hon cũng chẳng phát hiện được. Nhờ những lời an ủi ấy mà tâm trạng anh thật sự tốt lên rất nhiều. Thời điểm Lục Hoài Du đến phòng ngủ chính, chị Từ đang ngồi bên giường trông coi Hàn Bắc Đình. Thấy anh bước vào, chị ngạc nhiên hỏi, sao không nghỉ ngơi nhiều chút nữa? Em đoán cậu ấy chắc đã tỉnh rồi, nên đến xem thử. Lục Hoài Du chỉ cầm về phía Hàn Bắc Đình, đáp. Chị Từ ừ một tiếng rồi nói, vừa rồi chị thấy trong mắt của nó nhúc nhích. Đây chính là dấu hiệu tỉnh lại. Lục Hoài Du dứt khoát kéo ghế đến ngồi bên giường. Bị hai người nọ nhìn chằm chằm như thế, đoán chừng linh hồn cũng bị nhìn đến nỗi phát ngượng, nên không lâu sau đó, Hàn Bắc Đình thật sự từ từ tỉnh lại. Cậu hãy còn đau đầu do cơn say rượu, kèm theo cơn choáng váng do hồn phách chưa hoàn toàn dung hợp sau khi ly hồn. Vừa ngồi dậy đã trực tiếp ngã về giường. Sau khi ù tai hoa mắt đến ngứa ra, cuối cùng cậu cũng thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Kinh ngạc hỏi, chị à, sao chị lại ở trong này? Tiếp đó lại quay đầu nhìn Lục Hoài Du. Anh Lục, sao anh cũng ở đây thế? Quả nhiên là chị ruột. Lục Hoài Du suy nghĩ một lúc rồi hỏi, em không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Em uống say rồi ngủ thôi. Hàn Bắc Đình vốn cho đó là lẽ đương nhiên, sau đó buồn bực hỏi, đúng rồi, chẳng phải em đang ở khách sạn ư? Sao lại ở nhà rồi? Tối qua em suýt nữa ngừng thở, nên Tiểu Dương mới đưa em đến bệnh viện. Sau khi trời sáng, chị bèn đưa em về nhà. Chị Tử nói. Suýt nữa ngừng thở. Hàn Bắc Đình bị dọa giật mình. Trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của chị mình, liền giải thích. Em thật sự chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Vả lại, em cũng không cảm giác được mình uống nhiều bao nhiêu. Có thể do gần đây em lười tập thể dục nên mới như vậy. Vấn đề vốn không phải là vì uống rượu. Nhưng dường như chị Tử cố tình không cho cậu biết chuyện ly hôn, nên chỉ bảo. Hai ngày tới, chị sẽ sắp xếp cho em đi kiểm tra sức khỏe. Sau này, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng phải uống ít rượu lại. Dưới ánh mắt ỉ mạnh hiếp yếu của chị mình, Hàn Bắc Đình dạ một cách yếu xìu. Lục Hoài Du phối hợp với chị, không nói gì. Hàn Bắc Đình khác anh, chỉ hơi nhát gan, nhưng không nhìn thấy được những thứ đó. Nếu người thân thiết bên cạnh đều không tin những thứ kia tồn tại, thì trái lại,
có thể sẽ cho cậu ít niềm tin. Sau khi nằm một chốc thì có vẻ Hàn Bắc Đình cũng bớt choáng váng. Cậu đột nhiên hỏi. Hình như em có mơ một giấc mơ rất dài, rất quái lạ. Cậu nói xong, cả Lục Hoài Du và chị Tử đang ngồi đối diện giường đều nhìn nhau rồi thử hỏi Han. Mơ thấy gì? Hàn Bắc Đình nhớ lại rồi kể. Mơ thấy em vốn không đến khách sạn, mà là theo anh về nhà. Nhưng suốt đoạn đường, anh đều không để ý đến em. Cả nước cũng chẳng cho em uống, cũng không nói chuyện với em luôn. Sau khi về đến nhà, thì một mực viết cái gì đó trong thư phòng. Buổi tối, lúc ngủ, còn bắt em ngủ sàn nhà nữa. Nói đến đây, cậu lại ấm mức bĩu môi. Chẳng phải chúng mình là bạn tốt ư? Chỉ là trong mơ thôi, mà anh cứ xem em như người xa lạ ấy. Sau đó, chẳng biết đang nghĩ tới gì, cậu đột nhiên nở nụ cười rồi tiếp lời. Nhưng chả sao cả, vì em nhớ rõ, trong nhà anh có một con rất dễ thương. Nghe đến đó, trái tim Lục Hoài Du như muốn treo lên. Không phải người tí hon đã nói, người ly hồn sau khi quay về cơ thể sẽ không nhớ rõ chuyện đã xảy ra lúc ly hồn sao? Vậy thì tình huống của cậu ấy là sao đây? Hàn Bắc Đình nói, đến đây thì giống như băng cassette bị hư. Cậu nhíu mày, rồi gãi đầu, hồi lâu vẫn chẳng thốt được chữ nào. Chị Tử thấy thế bèn hỏi. Mơ thôi mà, nhớ không được thì đừng nhớ. Ánh mắt Hàn Bắc Đình lại sáng lên, cậu nói. Không đâu, em nhớ ra rồi, là một bé mèo rất dễ thương. Anh Lục còn gọi nó là nhóc dễ thương, với cục cưng nữa. Lục Hoài Du kinh ngạc nhìn cậu một cái hỏi. Nếu em nói trong mơ thấy nhà anh có một con mèo, vậy còn nhớ mặt sàn của phòng ngủ, nhà anh có màu gì không? Đương nhiên nhớ chứ. Hàn Bắc Đình không chút nghĩ ngợi mà đáp. Chẳng qua ậm ừ hồi lâu cũng không nói ra được là màu gì. Cuối cùng nhíu mày nói. Quái thật, rõ ràng ban nãy vẫn còn nhớ, sao đột nhiên không nhớ được vậy nè? Chị Tử cười. Không phải giấc mơ đều như thế ư? Lúc mới tỉnh dậy thì nhớ rõ, nhưng sau đó sẽ quên ngay. Nếu em thật sự muốn biết mặt sàn nhà anh Lục của em có màu gì thì bảo cậu ấy nói cho em biết là được rồi. Sao em lại muốn biết mấy chuyện kỳ quái thế này? Hàn Bắc Đình nói. Đó là tự em nói kia mà. Chị Tử nở nụ cười, bất đắc dĩ rồi đứng dậy. Nếu đã tỉnh rồi thì em nói chuyện với anh Lục một lát đi. Chị đi chuẩn bị chút đồ cho em ăn. Hàn Bắc Đình lập tức nói. Em muốn ăn cháo hải sản. Chiều ý em vậy. Chị Tử mắng cậu một câu, nhưng vẫn bảo. Chờ chút. Chờ chị đi rồi. Hàn Bắc Đình liền giống như ông lão 80 tuổi, chậm rãi đứng dậy một cách gian nan, rồi đến gần Lục Hoài Du thấp giọng hỏi. Anh Lục, có phải em gặp phải mấy thứ không sạch sẽ gì đó, sau đó anh đã cứu em đúng không? Lục Hoài Du bật cười. Không phải chị em vừa nói đó sao, chỉ là uống nhiều quá thôi. Hàn Bắc Đình xỉ một tiếng. Chị ấy gạt em đó. Nếu uống rượu đến mức suýt ngừng thở, thì sao chị ấy có thể để em xuất viện lúc sáng sớm được? Chắc chắn là vấn đề mà bệnh viện không giải quyết được, nên mới làm vậy. Lục Hoài Du lặng lẽ nói với chị Từ, đang ở trong bếp. Chuyện này thật sự không phải em nói, là do trong lời nói của chị có sơ hở, nên cậu ấy mới đoán được mà thôi. Nhưng anh vẫn chẳng muốn nhiều lời, chỉ dặn. Đừng nghĩ nhiều nữa. Tỉnh rồi thì nghỉ ngơi cho tốt đi. Hàn Bắc Đình cười hì hì, còn thong thả nằm trở về. Em chỉ biết chắc chắn là như vậy. Lục Hoài Du không nói nữa, quyết định lát nữa sẽ đem tình huống này nói với chị Từ. Sau cùng có muốn ngả bài chuyện kỳ thực họ đều tin về sự tồn tại của những thứ kia hay không, thì cũng là chuyện của chị em họ. Hàn Bắc Đình đã tỉnh rồi, Lục Hoài Du cũng không nguyện ở lâu. Anh còn phải về nhà ăn cơm trưa với người tí hon, nên đứng dậy cáo từ. Tiểu Lục vất vả rồi. Hôm nào có thời gian, chị em chị cùng mời em ăn cơm. Chị Tử chạy đến nói. Em cho Bắc Đình chụp chung một tấm trước rồi đi nhé. Lục Hoài Du và Hàn Bắc Đình nghe vậy, cùng lúc quay đầu nhìn chị, vẻ mặt hai người đều. Tại sao lại đột nhiên muốn chụp chung? Chị Tử giải thích. Trước đó, chị thấy có người lên mạng lấy chuyện Bắc Đình ngã bệnh để viết văn chửi bới Tiểu Lục. Đợi lát nữa, chị bảo Bắc Đình lên Weibo làm sáng tỏ cho em. Thế là hai người cùng chụp tấm ảnh, Hàn Bắc Đình nằm trên giường, Lục Hoài Du thì nghiêng người dựa vào bên cạnh. Lúc Lục Hoài Du lên xe thì thấy Hàn Bắc Đình đăng Weibo.
kèm theo đó là tấm ảnh chụp vừa rồi, ghi là: "Cảm ơn anh Lục đã cứu mạng em. Sau này nhất định sẽ ăn cơm thật ngon, ngủ thật ngon." Gần như cùng lúc, cậu cũng gửi tin nhắn cho Lục Hoài Du trên WeChat: "Anh Lục nè, em muốn tặng cho bé mèo nhà anh một giường mèo sang trọng được không ạ?" Lục Hoài Du lập tức muốn từ chối. Nhóc dễ thương và anh đang ngủ với nhau ngon lành thì cần giường mèo sang trọng gì chứ? Đây không phải đang cố tình chia rẽ quan hệ của anh và người tí hon đấy ư? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lúc ở trường quay, người tí hon chỉ có thể làm ổ ở một chỗ nhỏ xíu trong tủ. Ngồi nghỉ ngơi cũng phải ngồi trên một đống gói giấy. Nếu có thể đặt một chiếc giường nhỏ đơn giản thì quả thật đỡ hơn nhiều. Nhưng anh lại không muốn chiếc giường để người tí hon nghỉ ngơi là do Hàn Bắc Đình tặng, bèn hỏi: "Là kiểu giường nào thế?" Hàn Bắc Đình không biết anh chỉ đang dò la thông tin, cũng không muốn nhận quà, nên đắc ý giạt rào đáp: "Lúc trước, em thấy một người làm thủ công truyền thống trên mạng. Anh ta thường đem phơi mấy cái tủ nhỏ, ghế đẩu và giường, nhưng thời ấy đều hết sức tinh xảo. Trong đó có một bộ giường khung, vô cùng đẹp đẽ. Em cảm thấy cho bé mèo dùng là hợp nhất trên đời." Lục Hoài Du không nhịn được mà oán thầm: "Nếu nhà anh mà thật sự có con mèo, còn thích hợp ngủ giường khung ấy hả? Chỉ sợ là thích hợp cho mèo cào móng vuốt thì có." Nhưng ngược lại, anh cảm thấy rất hứng thú với thợ thủ công mà Hàn Bắc Đình nói, vì thế hỏi: "Em tìm thấy thợ thủ công kia ở đâu? Gửi cho anh xem thử đi." Hàn Bắc Đình bỗng ý thức được điều gì, nói một cách cảnh giác: "Để em tìm ảnh giường rồi gửi cho anh. Bé mèo ngủ với anh nên không cần cái giường khác đâu. Anh chỉ xem có món nào khác đẹp không thôi." Lục Hoài Du nói: "Em mau gửi link qua đây đi. Sau đó thì ăn cháo hải sản của em. Ăn xong rồi nghỉ ngơi." Anh gửi đến một tràng tin nhắn, căn bản không cho Hàn Bắc Đình bất kỳ đường sống nào để thương lượng. Hàn Bắc Đình hết cách, chỉ có thể tìm link rồi gửi qua. Lục Hoài Du thấy đằng sau cái link còn kèm theo vẻ mặt tủi thân thì không khỏi bật cười. Đến khi anh mở link ra mới phát hiện khiếu thẩm mỹ của Hàn Bắc Đình quả thật không tệ. Tất cả các loại nội thất nhỏ đều không hề dùng ứng dụng lọc nào, nhưng vẫn tinh xảo vô cùng. Ngoại trừ giá cả có phần khiến người ta sợ hãi, thì chẳng còn khuyết điểm nào khác. Nhưng Lục Hoài Du chợt nhớ tới một câu trêu đùa rằng, nếu cảm thấy một thứ gì đó đắt quá, vậy đó chẳng phải là khuyết điểm của thứ ấy, mà là khuyết điểm của bạn. Cũng may anh không có khuyết điểm này. Do đó, anh đã hốt những món đồ bé xíu này mà không hề có gánh nặng tâm lý nào. Nửa giờ lái xe rất nhanh qua đi. Lục Hoài Du mê muội chọn mấy món đồ, cũng không phát hiện rằng mình đang dưới lầu, vẫn là cậu trợ lý đưa anh về nhắc nhở. "Anh Lục à, chúng ta tới rồi." Lúc này, Lục Hoài Du mới sực tỉnh, vội vàng nói cảm ơn rồi xuống xe. Sau đó đứng trong thang máy, đặt takeaway cho buổi trưa. Đây là lần đầu tiên người tí hon bảo sẽ chờ anh về ăn cơm. Kết quả, người thì về, nhưng cơm thì chưa mua. Thế nhưng, anh chẳng thấy hối hận chút nào. Vì lúc xem cửa tiệm của thợ thủ công trên xe, anh đã nảy ra một ý đồ vô cùng tuyệt vời. Ý đồ này, ngay sau khi vào nhà trông thấy người tí hon đang ôm cái bình xịt nhỏ tưới hoa ở ban công, thì lập tức đâm thẳng vào tim anh. Cảm thấy nếu không thể thực hiện, thì nhất định sẽ trở thành mối hận suốt đời. Chẳng qua kế hoạch này tạm thời vẫn chưa thể nói cho người tí hon biết. Vì thế anh hỏi: "Sao lại muốn tưới hoa thế?" "Tôi thấy chúng nó hơi ủ rũ, nên nghĩ có nên tưới thêm nước cho chúng hay không?" Trung Minh Cẩn buông bình xịt còn to hơn nó xuống rồi nói: "Sau cơn bão lần đó, hoa cảnh trên ban công có lẽ đã chết hơn phân nửa, chỉ còn lại vài chậu. Mấy hôm nay Lục Hoài Du vẫn luôn chăm sóc chúng, nên gần đây đã có thể sinh trưởng dồi dào. Tuy chậu mà người tí hon tưới có chút héo úa, nhưng cũng đã bị phơi dưới ánh nắng mặt trời giữa trưa, nên bùn đất trong chậu hãy còn rất ẩm ướt." Lục Hoài Du không đành lòng, nói với người tí hon rằng tưới hoa vào lúc này căn bản vẫn chỉ là bông hoa úa tàn, không bị chết cháy đã may lắm rồi. Vì thế, anh tiện tay lấy chiếc bình xịt của người tí hon ra, đặt xuống đất, rồi nhỏ giọng khuyên nhủ: "Vào trong nghỉ ngơi đi, ánh mặt trời ban ngày ngoài ban công rất gắt, mày phơi nắng đến độ đổ mồ hôi rồi." Trung Minh Cẩn nhìn bọt nước trong suốt trên phiến lá xanh biếc, rồi quay đầu nhìn chằm chằm Lục Hoài Du, chốc lát mới gật đầu đáp: "Được."
Sau khi hai người vào phòng khách ngồi, Lục Hoài Du rút tờ giấy trong người tí hon, ý bảo nó lau mồ hôi trên trán đi. Lúc này mới đem chuyện vẽ an hồn phù cho Hàn Bắc Đình ra. Cuối cùng hoài nghi hỏi, không phải lúc trước mày nói sinh hồn sau khi quay về cơ thể sẽ không nhớ rõ chuyện đã xảy ra lúc hồn phách tự do bên ngoài sao? Tại sao cậu ấy lại có ấn tượng mơ hồ? Người tí hon thoáng sửng sốt rồi nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ lúc trước anh ta từng ly hồn? Lục Hoài Du đáp, nghe chị cậu ấy kể, lúc cậu ấy 3 tuổi từng ly hồn một lần. Vậy thì đúng rồi, Trung Minh Cẩn giải thích. Người từng trải qua chuyện ly hồn một lần, nếu ly hồn lần nữa, sẽ nhớ rõ hơn người ly hồn lần đầu tiên một chút. Khi vừa tỉnh lại, chỉ nhớ có phần mơ hồ cũng là chuyện thường. Đợi đêm nay ngủ một giấc rồi, sáng mai dậy sẽ quên thôi. Ra là còn có thể như vậy. Lục Hoài Du nghĩ bụng, nếu bị thêm vài lần nữa thì có phải sẽ có thể dùng sinh hồn để rình trộm hoặc làm chuyện xấu hay không? Xem ra việc trước mắt vẫn phải điều tra nguyên nhân rõ ràng. Không thể vì một sinh hồn mà có thể chẳng chút do dự để sinh hồn trước mặt muốn làm gì thì làm. Anh cũng không biết rằng thật sự có một gia tộc tu theo bảng môn tả đạo, biết khống chế hồn phách rời khỏi cơ thể để làm một số chuyện mà ở trạng thái bình thường không làm được. Hôm nay Lục Hoài Du đã xin đạo diễn Ngụy nghỉ cả ngày. Sau khi trở về từ chỗ Hàn Bắc Đình thì chẳng còn chuyện gì khác phải làm. Bởi vậy sau khi ăn cơm trưa thì ngồi trên sofa nói chuyện phiếm với người tí hon. Gần đây tuy bọn họ lúc nào cũng cùng tiến cùng lui, nhưng thời gian trao đổi cũng giới hạn vào buổi sáng trước khi ra ngoài hoặc trước khi đi ngủ. Đây chính là hai mốc thời gian mà Lục Hoài Du chẳng cần bị người tí hon đốc thúc học tập một cách vội vã. Còn vào thời điểm khác thì muốn làm gì cũng chỉ có thể thông qua WeChat. Sau khi hai người hàn huyên câu được câu không với nhau, Lục Hoài Du mới nhớ ra kế hoạch lúc xem mấy món đồ nhỏ, bèn hỏi người tí hon, nơi trước đây mày ở trông như thế nào? Chu Minh Cẩn hơi bất ngờ khi anh hỏi đến chuyện này. Nó suy nghĩ rồi nói, nơi trước đây tôi ở tương đối vắng vẻ, nhà cửa cũng không phải kiểu nhà cao tầng thế này, mà là từ gạch ngói xây nên. Đã nhiều năm rồi, nhưng môi trường rất tốt. Trong sân nhà có mấy cây mận, đẹp nhất là khi nở hoa vào ngày tuyết rơi. Ra là sống ở đó, trong sân nhà còn có cây mận. Lục Hoài Du không nhịn được mà tò mò, nơi người tí hon sống rốt cuộc trông như thế nào? Lẽ nào thật sự có nước dành cho yêu tinh ư? Trong đất nước ấy, có phải cái gì cũng bé xíu? Các yêu tinh nhỏ bé giống nhau sống ở trong đó sẽ không cảm thấy không nhất quán chứ? Không đâu, có lẽ cây mận trước nhà người tí hon sẽ không nhỏ như nó đâu. Những nhánh cây sum suê của nó thậm chí che khuất hơn phân nửa sân nhà. Khi tuyết rơi, cánh hoa đỏ thẫm nở đầy trên đầu, làm nổi bật lên nền tuyết trắng, đẹp đến mức chẳng còn giống nhân gian nữa. Lục Hoài Du lại có thêm ý tưởng mới cho kế hoạch của mình. Để khiến kế hoạch càng thêm hoàn mỹ, anh chàng muốn tìm hiểu thêm nhiều tin tức. Còn có thứ gì đặc biệt không? Không có, người tí hon lắc đầu đáp. Từ nhỏ tôi đã rất ít khi ở nhà, thế nên cũng không có ấn tượng sâu sắc gì với những thứ ấy. Dừng một chút, nó lại nói, nếu anh thấy hứng thú thì sau này có cơ hội tôi sẽ dẫn anh đi xem. Thật không? Lục Hoài Du kinh ngạc đến há to miệng. Anh còn tưởng những nơi không dành cho loài người sống sẽ không chào đón mình cơ. Dù sao loài người cũng lớn hơn người tí hon gấp mấy lần. Nếu như đi, lỡ không cẩn thận lại làm tổn hại đến những món đồ của họ thì sao? Người tí hon gật đầu đáp, nhưng phải đợi một khoảng thời gian thì mới được. Không vội, không vội, Lục Hoài Du nói, mày tiện lúc nào cũng được. Sau khi tán gẫu với người tí hon xong, Lục Hoài Du dành chút thời gian buổi trưa để vạch ra kế hoạch của mình, đồng thời liên hệ với thợ thủ công mà Hàn Bắc Đình giới thiệu để bàn bạc. Rất lâu sau mới quyết định kết quả cuối cùng. Sau cùng thanh toán một khoản tiền lớn rồi chờ hàng giao đến cửa. Tốn tiền rồi, Lục Hoài Du lại có một cảm giác thành tựu kỳ lạ. Anh như bất chợt hiểu được cảm giác của những người nuôi con và nạp tiền vào game. Trước khi buông điện thoại, anh theo thói quen mở Weibo ra xem để đánh dấu mấy tin nhắn không quan trọng Thành đã đọc. Các tin nhắn cần trả lời thì trả lời một hai câu. Đường xem từng tin một, Lục Hoài Du lại thấy một tin nhắn mà chị Từ đã gửi cho anh nửa tiếng trước. Tiểu Lục à, cậu có nhận công việc khác không? Chị có người bạn nửa năm gần đây luôn cảm thấy bên cạnh bất thường, muốn tìm người xem thử.
anh ấy cũng là người trong nghề, nên hy vọng tìm một người có thể giữ bí mật. Giá cả gì đó cũng dễ thương lượng. Gần đây trừ việc quay phim thì không còn công việc nào khác. Lục Hoài Du cũng vừa tiêu tốn một khoản tiền. Hết tập 5. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video cho mọi người cùng xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.